Gần đây, nhiều thông tin trái chiều về câu chuyện cô Tắm Hại Cám, em gái mình, đang được chia sẻ tràn lan. Sự việc làm dấy lên nhiều tranh cãi. Tại sao cô Tắm hiền lành lại hành xử như vậy? Nhưng có ai ngờ sự thật trớ trêu thay. Bộc bắt đầu livestream nha. Ai cũng nghĩ là con ghét Cám, nhưng con với Cám thương nhau quá chừng. Chị Tắm, bữa giờ hả, cái thằng kia ở trường ha, đẹp trai lắm luôn nha. Em mới đi biển mình mát về hả? Trời đất ơi, đẹp lắm. Kể từ từ thôi. Mà chứ là chị ơi, em đi biển về hả, da em nó đen thui à. Chị có bí quyết gì không, chị chỉ cho em đi. Muốn trắng da thì em phải bắt đầu từng bước theo bí quyết của chị. Em thấy quả trứng gà bốc trắng được như vậy là tại sao? Chính là nhờ vào nước sôi. Bí quyết đơn giản lắm. Em cũng tắm bằng nước sôi. Nước sôi. À, tắm nước sôi da trắng như Tắm. Tắm nước sôi ngay thôi. Thực ra con muốn nói là nước sôi để nguội hòa với sữa tươi. Nhưng chỉ vì internet bị gián đoạn mà đứa em dại dột của con phải chết thảm. Thôi điện thoại ta hết pin rồi, ta đi đây. Giá như ngày ấy có 4G Viettel Mi Max 4G giá rẻ sống khỏe.